Thầy đáp, có ẩn tình, nhưng cái đó là thế nào thì chỉ còn cách hỏi dòng mới chính xác. Mẹ chồng cô ăn, vậy thằng Nam nó muốn hại vợ con nó hay sao? Không lẽ mình nó cô đơn nên muốn người thân đi cùng hả thầy? Hồi còn sống nó thương vợ con lắm mà. Dòng làm sao mà hại vợ con được chứ? Tuy nhiên cô gái này cẩn thận bởi dễ bị dòng theo quấy rầy. Cô ăn, vậy theo ý thầy là chồng con theo con hay sao ạ? Sao anh ấy không về gặp con nói chuyện mà cứ dọa dẫm như thế làm con lo lắm thầy ạ? À? Thầy nói, được rồi, lần tới tôi về sẽ gọi hồn chồng cô lên cho mọi người hỏi chuyện. Hai mẹ con cô An trở về nhà vẫn trong tình trạng hoang mang. Thầy mặc dù đã hứa sẽ sang giúp đỡ, nhưng thầy lại bận cả tuần lễ sau mới giúp gia đình. Cô An không yên tâm, mẹ chồng cô cũng một bụng thắc mắc. Buổi tối hôm ấy, chú Bắc với chú Đông tụ tập cả ở nhà cô An. Các chú nghe cô An kể lại tường tận mọi chuyện, gặp thầy ra sao, thầy dặn dò thế nào. Chú Đông nói, nghe thầy nói vậy là cũng an tâm phần nào rồi, miễn là nhà không trùng là tốt, chứ dính đến trùng tang là mệt lắm đấy. Có nhà trùng tang lập đàn cả trăm triệu không thành, tiền mất người vẫn chết. Chuyện đào thường cứ nói đùa nhào như thế mới sợ. Cô An, nhưng tôi không yên tâm được mọi người ạ. Thầy hẹn tận một tuần nữa mới sang giúp cho gia đình mình. Trong một tuần lễ này dài lắm, tôi không biết có xảy ra chuyện gì không hay nữa không. Mẹ chồng cô An, mẹ biết còn lo lắng, tuy nhiên chúng ta cũng chỉ có cách chờ đợi chứ biết làm sao bây giờ. Bà đứng dậy thắp nén hương lên bàn thờ con trai mà khấn. Nam ơi, con sống khôn thác thiên, con phù hộ cho cả nhà bình an nghe con. Mẹ biết con sống có tình có nghĩa, nếu con còn điều gì muốn trăn trối thì con báo mộng cho mẹ, mẹ sẽ giúp con hoàn thành nốt. Con An nó yếu bóng dí lắm, con đừng về dọa con bé mà tội nghiệp con ơi. Chú Bắc cũng đứng dậy chắp tay khấn. Anh Nam ơi, chuyện xảy ra 2 tháng rồi, nhưng em cứ ngỡ mới hôm qua. Em thật sự vẫn không chấp nhận được chuyện anh ra đi đột ngột như vậy. Nếu anh còn điều gì chưa hoàn thành, anh cứ dậy báo mộng cho em sẽ giúp anh. Em ngày đêm mong mỏi, cứ sao anh không về gặp em lấy một lần hả anh? Em đoán chắc chắn anh nghe thấy lời mọi người trò chuyện. Có điều gì mong mỏi, anh cứ báo mộng. Anh không báo cho em thì báo cho mẹ, cho chú Đông hay là chị An anh nha. Nhất định cả nhà sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Cô An lại rưng rưng nước mắt. Anh ác lắm, anh ác lắm. Anh có biết không, anh bỏ mẹ con em ở lại bơ vơ mất nơi nương tựa. Anh không vui hay ai làm anh mất lòng thì anh cứ kể ra mọi người cùng giải quyết. Đằng này anh đi làm cái chết đột ngột như vậy, mẹ con biết sống làm sao hả anh? Mẹ chồng cô chép miệng. Con lại trách móc nữa rồi, thằng Nam nó có tội. Nó dại dột tìm cái chết là nó không phải với vợ con, với người thân. Nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi, con phải phấn chấn lên còn lo cho lũ trẻ. Chú Đông, mẹ nói phải đấy chị à, chị đừng quá đau lòng. Thằng Khang vội kêu lên, bà thắp hương cho bố cháu mà hương tắt rồi kìa. Mọi người bàng hoàng quay lại nhìn lên ban thờ của chú Nam. Đúng là que hương bà châm lên đã tắt ngấm. Chú Bắc nhanh nhẹn lấy bật lửa châm lại. Chắc là hương bị ẩm, hoặc mẹ lấy phải cái que hương bị hỏng thôi. Nhà con thi thoảng hương cũng tắt mà, không có chuyện gì đâu. Cô An thở dài. Tôi mong anh chú về gặp tôi lấy một lần. Vậy mà anh ấy cứ như giận dỗi, không muốn trò chuyện với tôi. Đêm đó cô An nằm suy nghĩ về mọi chuyện trước khi chú mất. Tuyệt nhiên cô không thấy chú Nam có biểu hiện gì của một người muốn từ bỏ cuộc sống. Chú vẫn luôn vui vẻ và quan tâm mọi người. Đối với cô, chú luôn quan tâm, chia sẻ mọi điều dù nhỏ nhất. Tiếng cô Khang hét lên rồi ú ớ kêu gào. Cô ngồi bật dậy. Khang, có chuyện gì vậy? Cô miệng thì hỏi nhưng vội bước qua mẹ chồng đang nằm cạnh tính chạy sang giường con trai. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô làm cô bất giác giật mình. Mẹ chồng cô ngồi dậy, cô đưa tay lên ngực mình trấn an mẹ. Mẹ, thằng Khang nó đang gọi con. Bà lặng thinh không nói gì, kéo tay cô. Tay bà nắm chặt đến nỗi cô kêu lên. Mẹ mà bỏ tay con ra, con phải sang với tụi trẻ.
mắt bà trừng lên. Ở yên đây cho mẹ. Cô nghe giọng bà bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Cô lắp bắp. Mẹ, mẹ, có chuyện gì? Sao con sợ? Mẹ sao lại như vậy? Bên giường, hai đứa trẻ bỗng dưng im lặng. Cô hít một hơi thật dài rồi quay lại chỗ nằm. Cô lẩm bẩm. Thầy đã dặn là không được nghe, không được nhìn, cứ nhắm mắt lại ngủ. Tai điếc không nghe thấy chuyện gì xảy ra cả. Cô nằm im xuống cạnh mẹ chồng, miệng lẩm bẩm, niệm Phật. Một lúc sau cô bình tĩnh hơn thì bên giường hai đứa trẻ lại bắt đầu kêu gào. Một lần nữa cô lại bật dậy. Mẹ chồng cô cũng ngồi dậy ngay sau đó. Cô khẽ nói, mẹ ơi, tụi trẻ cần con phải sang bên ấy. Mẹ chồng cô xuống đất nhưng lại dặn, con ở yên đây, con nhớ lời thầy dặn chứ. Cứ nằm im đây cho mẹ, để mẹ sang xem hai đứa nó mơ mộng cái gì mà gào thét lên như vậy. Bà nói rồi nhanh chân đi ra bật điện rồi sang giường hai đứa cháu. Thằng Khanh vẫn ngủ ngon, nhưng thằng Khang thì đang giơ hai tay ôm lấy cổ như có kẻ nào đó đang bóp lấy cổ thằng bé. Bà hốt hoảng lao tới, la vào người cháu. Khang ơi, dậy đi cháu ơi, cháu bị làm sao thế, mau tỉnh dậy cho bà. Khang vẫn nằm im giãy giụa, hai chân thằng bé giãy đạp tung cả màn. Bà kéo mạnh tay cu Khang ra rồi nói to, tỉnh dậy cho bà. Cu Khang bị bà nói to làm cho giật mình, hai mắt bỗng mở ra trợn ngược lên. Bà hốt hoảng đứng sững người lại. Khang, cháu làm sao vậy? Cháu đừng dọa bà, mau tỉnh lại cho bà. Bên giường kia, cô ăn lo lắng không ăn. Mấy lần cô tính chạy sang chỗ các con, nhưng nhớ lời thầy dặn nên cô lại ngồi im trên giường, không dám xuống đất. Cô ngồi ôm lấy gối gục đầu xuống mà khóc. Giường bên kia, tiếng thằng Khang vẫn ú ớ thét gào. Một lúc sau, mọi chuyện trở lại bình thường. Cô không nghe thấy tiếng của con trai và tiếng của mẹ chồng nữa, mới thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô chờ mãi không thấy mẹ chồng cô về giường ngủ. Cô chắc mẩm chắc bà nằm lại chỗ ngủ cùng thằng Khang. Chờ lâu, cô thấy sốt ruột nên rón rén bước xuống giường đi sang giường các con. Lạ kìa, trên giường chỉ có hai đứa con của cô đang nằm ngủ say. Cô nhìn ra cửa thấy vẫn khóa, nghĩ là mẹ cô không hề ra khỏi nhà. Cô thắc mắc bà đi đâu mà cô không thấy. Đột ngột một bàn tay vỗ lên vai cô. Cô giật thót tim, từ từ quay lại. Mẹ chồng cô hỏi, còn sao thế? Sao lại ra ngoài này? Cô thở gấp như vừa bị ngạt. Còn không thấy mẹ về giường ngủ nên ra xem có phải mẹ ngủ với các cháu hay không. Mẹ chồng cô thắc mắc, sao mẹ lại ngủ với hai đứa? Mẹ vẫn ở trong phòng từ tối đến giờ, có đi ra ngoài đâu. Cô nghe mẹ chồng nói mà tái xanh cả mặt. Cảm giác hoảng loạn một lần nữa từ đầu ập xuống làm cô khó thở. Cổ họng cô như có ai đó dùng sợi dây siết chặt. Cô hốt hoảng lấy hai tay ôm lấy cổ mình, cố gắng kéo sợi dây ra để cho dễ thở. Miệng cô há ra hít lấy hơi, nước mắt cô trào ra, miệng không có sức để kêu cứu. Sợi dây đột ngột được thả lỏng khi cô bắt gặp đôi mắt mẹ chồng bỗng dưng sáng lóe lên rồi chuyển sang màu đỏ rực. Cô hoảng sợ lùi lại phía sau lắp bắp. Mẹ, bà là ai? Mẹ chồng cô bỗng cười khằng khặc, tay với ra túm lấy người cô. Một cảm giác lạnh lẽo truyền sang người làm cô run rẩy. Mẹ chồng cô trợn mắt cất tiếng nói, đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Người cô run lên, mắt cô mờ dần đi rồi ngã gục xuống đất. Sáng hôm sau, cô nghe tiếng trẻ con gọi giục nhau, đánh răng mới giật mình tỉnh dậy. Cô đưa tay sờ lên cổ, lên mặt rồi bật dậy. Trời đã sáng, cô đã ngủ một giấc dài và có một giấc mơ rất kinh hoàng. Cô thở dài. Mình lại nằm mơ nữa rồi, sao giấc mơ càng ngày càng khủng khiếp thế này? Cô đi ra ngoài rồi hỏi mẹ chồng. Sao mẹ không gọi con dậy, con mệt nên ngủ quên mất. Mẹ chồng cô đáp. Còn mệt á, thì cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đi, đêm qua còn vất vả rồi. Cô giật mình quay lại. Đêm qua con làm sao hả mẹ? Sao con không nhớ gì cả? Cô Khang kéo tay mẹ.
Đêm qua mẹ chạy sang giường con làm gì rồi ngất liệm ở đó? Cô An nghe cô Khang nói vậy, sực nhớ lại giấc mơ đêm qua. Chuyện là thế nào? Không phải mẹ vẫn ngủ trên giường à? Cô Khanh cười. Là bà với tụi con khiêng mẹ về giường đấy, mẹ nằm dưới đất. Cô An thắc mắc. Mẹ, sao con lại nằm dưới đất? Chuyện gì đã xảy ra? Sao con không nhớ chuyện gì cả? Không phải con nằm mơ sao? Mẹ chồng cô vẫn cắm cúi quét sân. Cô vẫn mang một bụng thắc mắc chuyện đêm qua. Không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là mơ. Cô nhìn mẹ chồng, bà đột ngột liếc mắt sang nhìn cô. Cô chột dạ hoảng loạn lùi về phía sau. Ánh mắt ấy, nét mặt ấy không khác gì của mẹ chồng cô trong đêm hôm qua. Con chào bà con đi học, con chào mẹ con đi học. Tiếng hai đứa con cô chào bà và mẹ. Cô vẫn ngây người vì ánh mắt của mẹ chồng cô ban nãy. Bà vẫn cắm cúi vừa quét sân vừa đáp lại. Hai cháu đi học ngoan nha. Cô sực tỉnh dậy, quay lại dặn các con đi học cẩn thận rồi bước nhanh chân lên nhà. Cô nhìn lên ban thờ chú Nam vẫn nghi ngút khói, chắp tay khấn. Anh Nam ơi, anh sống khôn thác thiên, anh phù hộ cho cả nhà bình an nha anh. Em thấy bất an lắm. Còn không đi chợ sao? Tiếng mẹ chồng vang lên sau lưng làm cô giật mình hét lên. Mẹ chồng cô cũng giật mình nhìn theo. Còn sao vậy? Sao con lại hét lên như vậy? Cô lấy tay vỗ lên ngực. Con giật mình mẹ ạ. Con mong mau chóng đến ngày thầy về cúng cho nhà mình. Con muốn nói chuyện với anh Nam. Càng ngày con càng thấy không an tâm. Một tuần rồi cũng qua đi nhanh chóng. Cô nghe lời thầy dặn không còn chạy sang giường các con vào ban đêm nữa. Cô thậm chí phải mua thuốc an thần về uống để ngủ được ngon giấc hơn. Thi thoảng cô có nghe thấy tiếng gọi vào ban đêm nhưng cô không lên tiếng trả lời. Tuyệt nhiên cô không thấy cảnh tượng kỳ lạ như đêm hôm ấy nữa. Sáng nay cô chở mẹ chồng đi sắm lễ theo yêu cầu của thầy. Hai mẹ con về đến nhà thì thầy cũng vừa tới. Mẹ chồng cô đoan đã. Quý quá cho gia đình tôi thấy thầy hẹn chiều nên nghỉ chiều thầy mới qua. Thầy nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi thở dài. Sao ngôi nhà này oán khí nặng nề quá? Cô An. Như vậy là sao hả thầy? Sao lại có oán khí như vậy chứ? Chồng con là treo cổ tự vẫn. Nói như thầy, không lẽ anh ấy có oan khuất gì hay sao? Thầy giơ tay lên lẩm nhẩm một hồi rồi thở dài. Là oan khuất quá lớn nên oán khí mới nặng thế này. Cả nhà chú Bắc, chú Đông và cậu Tiến hôm nay cũng sang từ sớm giúp đỡ cô An sắp lễ. Ai nấy nghe thầy nói đều thất kinh. Mẹ chồng cô An nhíu mày. Con trai tôi là bị oan hay sao hả thầy? Chuyện này sao có thể chứ? Thầy gật gù. Tôi mặc dù không biết chính xác là chuyện gì, nhưng chỉ cần làm lễ gọi vong lên, chúng ta sẽ biết mọi chuyện thôi. Mọi thứ chuẩn bị xong, thầy bắt tay vào làm lễ. Thầy vừa châm bó hương lên thì bát hương của chú Nam đột ngột bốc cháy nghi ngút. Cậu Tiến hốt hoảng. Bát hương bốc cháy rồi, không biết là có chuyện gì mà bát hương ít chân hương như vậy lại cháy được cơ chứ. Cô An mặt mũi tái đi. Thầy ơi, thầy xem giúp đây có phải là điềm báo xấu gì không ạ? Sao đang yên đang lành bát hương lại bốc cháy vậy thầy? Thầy trấn an. Không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng. Chú Đồng, chú Bắc mau chóng dọn dẹp lại bát hương trên bàn thờ chú Nam. Lửa bốc lên làm khói ám sang đen luôn một góc di ảnh của chú Nam. Cô An lấy chiếc khăn tay sạch lau dội tấm di ảnh. Đột nhiên cô thấy rùng mình. Cô quay lại thấy mẹ chồng đang đứng ngay cạnh. Khóe môi bà hơi nhếch lên tựa như đang cười. Vong oán phần 5, tác giả Phú Dương. Cô An nhíu mày toan gọi thầy cúng thì bất giác mắt mẹ chồng cô trợn lên hung dữ nhìn cô. Cô hoảng sợ đánh rơi tấm di ảnh xuống đất. Khung ảnh vỡ tan tành. Mọi người chạy vội tới chỗ cô An. Cô luống cuống cúi xuống nhặt tấm ảnh lẫn trong đống mảnh kính vỡ. Cậu Tiến hốt hoảng. Chị An, chị làm sao thế? Chị mau đi ra để em nhặt cho. Tại chị thế kia chảy máu bây giờ. Cô An dường như không nghe thấy lời cậu Tiến nói, vẫn đưa tay vào đống kính vỡ nhặt lấy tấm ảnh của chồng. Mảnh kính sắc bén cứ vào tay cô đau điếng. Cô rụt tay lại khi thấy máu rơi xuống tấm ảnh của chú Nam. Cậu Tiến kéo chị gái ra, rồi lấy chiếc khăn tay lót vào tay
cúi xuống nhặt tấm hình thờ của anh rể, miệng trách chị gái. Chị bị sao thế, đống kính này mà chị dám cho tay vào nhặt lên hay sao? Cô An như người mất hồn, len lén nhìn sang phía mẹ chồng. Cô thấy bà đang cười. Quá sợ hãi, cô chỉ tay về phía bà và thốt lên. Mẹ, mẹ làm sao thế? Không phải, bà là ai? Mọi người nghe thấy cô An hô lên, thắc mắc nhìn về phía bà. Là mẹ mà chị An, chị làm sao thế? Cô An nín thở, nhắm mắt lại. Hình ảnh quái dị trong giấc mơ bỗng dưng hiện về nhanh chóng. Cô đứng hẳn ra phía sau, chú Đồng lắp bắp. Không, đó không phải là mẹ. Mẹ bị làm sao ấy? Cô nói nhỏ hơn một chút. Mẹ hình như bị ma nhập. Mẹ chồng cô lúc ấy mới lên tiếng. Còn An chắc lo lắng quá nên nói năng lung tung mất rồi. Bà quay sang phía thầy cúng. Thầy xem, làm lễ nhanh nhanh giúp gia đình chúng tôi với. Con An cứ thế này, tôi chỉ sợ con bé điên mất thôi. Cậu Tiến lau vết máu dính trên tấm ảnh của anh, thở dài. Vợ mất ảnh của anh Nam thế này, không biết có điểm gì không nữa. Sao nhà mình tự dưng toàn chuyện gì không biết. Cô An cúi gầm mặt, thi thoảng liếc sang nhìn mẹ chồng. Thật kỳ lạ, bà lại trở về với khuôn mặt phúc hậu và hiền từ vốn có. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có điều cô chắc chắn mẹ chồng cô không bình thường. Cậu Tiến chạy đi làm lại khung ảnh cho anh rể. Mọi người tiếp tục dọn dẹp, chuẩn bị lại cho lễ cúng. Cô An thì thầm với thầy cúng. Thầy ơi, mẹ chồng con lạ lắm. Từ cái đêm con với mẹ ở nhà, thầy về, mẹ con rất lạ. Con hay thấy bà lúc thì thẫn thờ, lúc lại mỉm cười một mình. Đặc biệt mắt của bà hay trợn lên rất giận dữ. Thầy nhìn cô An rồi lại nhìn sang phía mẹ chồng cô. Nhưng tôi không thấy bà ấy có điều gì lạ cả. Nếu đúng là bà ấy bị ma nhập, tôi sẽ phát hiện ra ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Cô An phân trần. Con biết thầy có khả năng đặc biệt, nhưng thực sự con thấy ánh mắt của mẹ con rất khác thường. Lúc nãy bà trợn mắt nhìn con, nên con sợ hãi đánh rơi ảnh thờ, chứ bình thường con không hậu đậu như vậy. Con nhờ thầy dùng mắt âm dương nhìn lại xem có phải mẹ con đang bị vong hồn ám theo hay không ạ? Chú Bắc vừa hay đi tới, nghe được cô An nói sững người. Cô An thấy vậy, lo chú hiểu sai, nên vội giải thích. Chú Bắc, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ lo lắng cho mẹ thôi. Chú Bắc đứng gần hơn một chút, nói nhỏ. Thầy ơi, chị An nói đúng đó, ánh mắt mẹ con rất lạ. Chính con cũng thấy mẹ con nhếch mép cười và trừng mắt nhìn chị An ban nãy. Chẳng qua con tưởng mình bị qua mắt nhìn nhầm. Giờ nghe chị An nói, con có thể khẳng định chắc chắn những gì con nhìn thấy là sự thật. Tiếng thằng Mít khóc ré lên, làm tất cả mọi người giật mình. Chú Bắc vội chạy ra ôm lấy thằng bé. Còn sao thế? Con đau ở đâu? Mít lắp bắp. Sợ, con sợ. Chú Bắc nhìn một lượt xung quanh. Ai dọa con? Con sợ cái gì? Má, con sợ. Thầy vội vã. Cháu thấy gì? Cháu mau kể cho mọi người nghe đi. Ông cho cháu ăn kẹo. Thằng bé sợ hãi ôm lấy cổ bố khóc thút thít. Mà trên mái nhà con thấy mắt nó màu đỏ, con sợ. Chú Đông từ giường đi vào cười cười. Mà đâu ra mà sợ, mẹ vừa lên mái nhà bếp mà. Thằng bé chắc nhìn thấy bà mà giật mình đấy. Tất cả mọi người quay ra nhìn nhau. Chú Bắc thắc mắc. Sao mẹ lại lên mái nhà làm gì? Chú Đông, tôi sao mà biết, tôi ở giường nhìn thấy mẹ đứng trên mái chỗ cây mít ấy. Chắc mẹ nhớ anh Nam nên trèo lên ấy nhìn xuống chỗ anh ấy tự tử. Thầy giơ tay lên bấm bấm một hồi, lắc đầu. Kỳ lạ. Cô An lo lắng. Có phải thầy phát hiện ra chuyện gì không hay không ạ? Thầy lắc đầu. Không có, nhưng mọi người yên tâm đi. Cái dòng này không làm khó tôi được đâu. Trước tôi còn trấn được cả ngạ quỷ, chứ dòng hồn người mới mất thế này dễ thôi. Cô An, vậy ý thầy nói rằng dòng anh Nam chồng con về nhà quấy rối thời gian qua hay sao? Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Chú Bắc bế cô Mít đi một vòng dỗ thằng bé nín. Vô tình chú nhìn thấy mẹ mình đứng ngay góc tường, đầu bà cúi gục xuống tự như đang ngủ gật. Chú gọi to. Mẹ ơi! Bà từ từ ngẩng đầu lên, quay sang nhìn về phía hai bố con. Cô Mít quay lại nhìn bà rồi khóc thét lên. Chú Bắc dỗ con. Sao thế? Là bà nội mà. Sao con khóc?
thằng bé không nói gì, chỉ ôm cổ bố gắt gao rồi nhắm mắt gào khóc. Bà lại gần hỏi, thằng Mít sao vậy con? Chú bắt ôm Mít hơi lùi lại phía sau. Chắc cháu bị bệnh nên quấy mẹ à? Bà giơ tay về phía chú. Để mẹ trông thằng bé cho, con mau vào chuẩn bị với thầy làm lễ cho sớm đi. Chú bắt sợ thằng bé lại sợ hãi nên đáp. Con bế cháu một lúc mẹ à, nó khóc thế này bà cũng không giữ được đâu. Bà giận. Mau đưa nó cho mẹ, có phải mẹ chưa trông trẻ con bao giờ mà lo? Mẹ giữ thằng Mít từ lúc sinh ra tới tận bây giờ. Mít, mau sang bà bế cho, bố còn làm. Lạ thay, thằng Mít dội vàng buông cổ bố quay lại theo bà nội. Nó không khóc nữa và đòi bà bế. Chú bắt thấy con không sợ lại đòi bà nên đưa Mít cho bà. Bà đón thằng Mít trên tay, vừa bế vừa mắng yêu. Cha bố nhà anh chứ, tôi bế ẵm anh từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ. Anh không theo tôi thì còn theo ai? Thằng Mít ôm cổ bà hỏi tỉnh bơ. Ai đứng với bà trên kia thế? Cháu sợ. Bà nhìn theo tay cu Mít chỉ lên mái nhà lắc đầu. Ma quỷ đâu ra mà cháu sợ? Chú bác hỏi. Mẹ lên mái nhà làm gì mà thằng Mít nó thấy vậy? Bà Hiền tự đáp. Mẹ lên ấy gọi thằng Nam. Mẹ khấn nó về ứng vào người nhà xem có oan khuất gì thì nói cho mọi người biết, còn biết đường giúp. Chứ cứ thế này con An nó điên mất. Khổ thân con bé, chồng mất sớm, con thì còn bé. Mẹ thương con An lắm. Chú bắt thở phào. Dân, chúng con cũng thương chị An và các cháu. Mong sao thầy làm lễ sẽ giải quyết được mọi chuyện. Hay mẹ bế cháu vào nhà đi, chứ ngoài này nắng lắm, thằng bé mới ốm vậy. Bà gật đầu rồi bế thằng Mít đi thẳng vào nhà. Thầy bắt đầu làm lễ lại. Mọi người ngồi chung trong chiếc chiếu theo thầy cúng. Thầy cúng liên tục hơn một tiếng đồng hồ rồi đưa đồ mã cho cậu tiến hóa. Thầy nghỉ ngơi một chút để chờ hóa mã xong sẽ làm lễ gọi vong. Mọi người đang chăm chú nghe thầy nói chuyện thì tiếng cu Mít lại khóc ré lên. Chú Đông đứng dậy bế Mít. Sao vậy Mít? Cháu đau ở đâu? Mít chỉ tay về phía thầy. Ma, có ma. Chú Đông cười nói. Ma ở đâu? Bác bế Mít ra giường chơi nhé. Thằng Mít cúi gằm mặt xuống không đáp. Chú nhấc bổng Mít lên đặt lên cổ, kiệu ra góc sân đứng nhìn ra vườn chuối. Mít ôm đầu chú Đông. Cháu thấy ma trong nhà. Chú Triều. Thế con ma nó ra làm sao mà cháu sợ? Cháu kể xem rồi lát bác bắt trói con ma lại đánh nó một trận nhé. Mít đáp. Từ lúc cháu thấy đứng với bà, rồi cháu thấy đứng ở chỗ bác An, nó to lắm, cái mắt nó như cái bóng đèn vậy. Chú Đông phá lên cười. Con ma to bằng bác không? Mắt nó màu gì? Mít đáp. Con ma to như bác vậy, mắt nó sáng như cái đèn soi ếch. Bác không sợ thật à? Thật, nó dám đến đây bác bắt trói nó lại, nhốt vào trong kho, không cho nó ăn, bỏ đói nó, cho nó khóc hù hù như Mít vậy. Tiếng Mít cười khanh khách. Tay Mít túm tóc chú Đông giật liên hồi. Chú bị đau kêu lên. Mít, đừng giật tóc thế, bắt đau. Mít gấp cái chân siết chặt cổ chú. Hai tay Mít túm tóc chú giật ngược ra sau, khiến đầu chú Đông bị kéo ngửa lên trời. Chú bị ngạt kêu. Cháu, thả chân ra, bác không thở được. Hai cái chân của Mít càng quắp mạnh, siết chặt lấy cổ của chú Đông. Chú há miệng lấy hơi, một tay chú bỏ khỏi lưng Mít đưa xuống, kéo chân Mít nới lỏng khỏi cổ. Chân Mít mềm nhũn khiến chú rùng mình. Chú liếc mắt ngước lên nhìn thấy Mít vẫn đang cười khằng khặc. Mắt thằng bé sáng rực quái dị. Tim chú đập loạn xạ, mắt chú trợn lên vì sợ hãi. Bên tai chú vang lên câu thì thầm. Đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Bác đưa thằng Mít em bế cho, bác vào nhà đi, thầy đang làm lễ gọi vong. Tiếng của thím Bắc vang lên ngay cạnh làm chú Đông choàng tỉnh lại. Cô Mít cúi sát mặt xuống trán chú và nói, bác cho cháu xuống, mẹ bế cho. Chú nhanh nhẹn nhấc Mít khỏi cổ mình, xốc nách bế thẳng vào trong nhà. Thầy ơi, thằng Mít bị ma nhập. Mọi người trong nhà hốt hoảng quay lại phía chú Đông. Thím Bắc vội vã chạy theo. Bác nói cái gì vậy? Sao con em lại bị ma nhập? Thằng Mít khóc ngoằn ngoại. Bác mau cho cháu xuống, cháu muốn mẹ. Chú Đông gắt gỏng. Tàu xe mẹ mồm ngang mũi dọc thế nào mà ban ngày ban mặt về đây bắt nạt mọi người.
chú thả mít xuống giữa chiếu ngay trước mặt thầy. Thầy xem hỏi con ma là ai mà đến đứa trẻ cũng không tha. Mít dãy dụ khóc lóc đòi mẹ, nhưng chú Đồng gắt gao giữ thằng bé ngồi giữa cái miếu. Nó vừa dùng chân siết cổ tôi nhìn rõ miệng nó cười khanh khách, nhưng mắt nó trợn lên sáng rực. Tôi không qua mắt đâu, nó còn thì thầm vào tai tôi đe dọa. Đi khỏi đây càng sớm càng tốt nữa. Cô An ngồi thất thần. Đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Câu này tôi cũng nghe thấy, nhưng tôi nghĩ đó là nằm mơ. Cô nhìn về phía mẹ chồng. Hôm ấy tôi nhớ mẹ nói với tôi cũng chính là câu nói ấy. Vậy chắc chắn không phải tôi nằm mơ rồi. Mẹ chồng cô An hốt hoảng. Thầy ơi, thầy mau tìm cách đi. Sao dòng lại nhập thằng Mít chứ? Nó mới 4 tuổi thôi mà. Thầy trừng mắt hỏi. Dòng kia, mau khai tên tuổi. Tại sao lại dám theo gia chủ? Mít khóc lóc gọi mẹ. Mẹ ơi, bế con sợ. Thầy lấy lá bùa trong túi giơ trước mặt Mít. Mít đưa tay túm lấy xé làm đôi gào lên. Ông mau tránh ra, cháu không chơi với ông, cháu muốn mẹ. Chú bắt dội ngồi cạnh Mít. Mít ôm lấy tay bố. Bố ơi, con muốn mẹ, con không ở đây đâu. Thầy chép miệng. Nó thoát ra rồi, mọi người đưa thằng bé ra ngoài dỗ cháu nín đi. Cô An lo lắng. Thầy ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Con mong thầy giúp chúng con với. Thầy gật đầu. Cứ bình tĩnh, có tôi ở đây, tôi không cho phép vong hồn quấy phá gia đình mình đâu. Thầy nói rồi lẳng lặng rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Thầy đưa lên trước mặt, lẩm nhẩm một hồi. Chiếc hộp trên tay thầy bất giác rung lên. Thầy dán lá bùa lên trên hộp. Lá bùa bay phất phơ theo chiều gió quạt rồi đột ngột bị rách toạc. Thầy quát mắt. Giỏi lắm, dám phá cả ta. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thầy hỏi dứt câu, mắt thầy bỗng trợn lên. Miệng thầy há hốc lên vẻ ngạc nhiên sửng sốt, làm tất thảy đều bàng hoàng. Chiếc hộp trên tay thầy rơi xuống đất. Thầy đột ngột dựa lưng ra phía sau thở dài. Oàn oàn tương báo, sao ngươi lại như thế? Ngươi có biết dưới ngươi còn vợ trẻ còn thơ, trên ngươi còn mẹ già, ta không cho phép ngươi làm loạn ở đây. Thầy nói rồi rút trong túi ra một con dao nhỏ. Con dao chắc do thầy trì chú từ trước, nên con dao vừa đưa ra trước mặt thầy, thầy ngồi bật dậy đành thép. Mau hiện hình nói chuyện cho rõ ràng, nếu không ta dùng con dao này đánh ngươi hồn phách tiêu tán. Mẹ chồng cô An đột ngột cười phá lên. Ngu ngốc, đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Thầy chỉ con dao về phía bà mà rằng, người trốn hết trong thân xác người này đến người khác mà tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Nói xong, thầy cầm con dao đâm thẳng về phía bà, làm mọi người hốt hoảng. Chú Bắc đẩy mạnh mẹ ra hét lên. Thầy bị điên rồi, thầy có thể giết chết mẹ tôi đấy. Cô An quỳ rạp người ngay trước mặt mẹ chồng mà lại. Anh Nam ơi, có phải anh về thì làm ơn nói chuyện với mọi người. Anh có oan tình gì thì lên miệng nói để cho em với mẹ còn biết. Anh cứ thế này em sợ lắm. Mẹ chồng cô ngẩng mặt nhìn cô mà rằng, đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Vong oán phần 6, tác giả Phú Dương. Cái vòng ấy vẫn lặp lại một câu nói duy nhất khiến ai nấy đều không khỏi thắc mắc. Nhiều câu hỏi được đặt ra ngay sau đó. Anh có đúng là anh Nam hay không? Anh có oan tình thật sự hay sao? Tại sao anh lại dọa mọi người? Tại sao phải đi khỏi đây? Phong nhếch mép cười rồi từ từ trả lời lần lượt từng câu. Phải, đúng, không dọa. Cô An sững sờ. Nhưng đây là nhà của chúng ta, em không muốn đi đâu hết. Phong, đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô An, tại sao em cần có một lý do? Vòng, vì gia đình, vì các con. Cô An òa lên khóc. Anh ơi, em biết anh là người chồng tốt, anh luôn thương em và các con. Tại sao anh lại dại dột như thế? Anh có oan tình gì, anh kể cho em và mọi người biết. Mọi người sẽ lấy lại công bằng cho anh. Vòng ngửa cổ lên trời. Muộn rồi, muộn mất rồi. Đi đi, đừng ở đây nữa. Cậu Tiến, anh nói vậy mà nghe được hay sao? Anh có biết chị An vì cái chết của anh mà sống như chết bao ngày tháng qua? Anh ích kỷ vì nghĩ đến bản thân anh mà không quan tâm chị ấy sống ra sao? Phong quắt mắt nhìn cậu Tiến chậm rãi. Tôi thế nào không lẽ mọi người không biết?
cậu Tiến. Biết mặt không biết lòng, bình thường anh thương yêu gia đình là thế, vậy tại sao lại dại dột treo cổ tự tử để vợ mất chồng, con mất cha? Phong, tôi muốn thế sao? Chú Đông, anh Nam, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, em muốn biết lý do tại sao anh lại làm như thế. Thực ra anh có chuyện gì giấu giếm trong lòng thì bây giờ anh cứ nói ra đi, chúng em sẽ giúp anh. Phong, không cần, mọi người đi đi. Chú Bắc, anh Nam à, anh có thấy cả nhà này vì anh mà đau khổ thế nào hay không? Giờ anh đi rồi, nếu thật sự anh có tâm sự thì cứ nói ra cho nhẹ lòng. Chứ đêm anh cứ về dọa nạt chị An như vậy thì chị ấy phải sống làm sao? Dòng, đi khỏi đây, tôi muốn đi khỏi đây. Cô An khóc lóc, anh muốn đi đâu? Được, nếu đó là tâm nguyện của anh thì em sẽ thực hiện cho anh vừa lòng. Anh muốn đi đến đâu, em đưa anh đi đến đó. Dòng khẽ gật đầu, vậy đi thôi, càng sớm càng tốt. Dòng quay sang nhìn thầy, ánh mắt trở nên hung dữ. Thầy muốn thu phục tôi sao? Nếu tôi không tự nguyện thì sức thầy không đủ. Tôi cảm ơn thầy đã gắng giúp gia đình, nhưng tôi vốn không muốn hại mọi người. Thầy phí tâm sức rồi. Thầy đáp, nếu dòng không muốn hại mọi người thì theo ta tu luyện, ta sẽ giúp dòng sớm ngày siêu thoát, đầu thai kiếp khác. Dòng cười, ta muốn đi với gia đình, khi nào cần ta khắc tìm thầy nhờ giả. Còn giờ ta nghĩ thầy có thể về được rồi. Cô An, anh ơi, còn chuyện gì anh giấu em và mọi người phải không? Tại sao anh nỡ bỏ em mà đi như vậy? Dông nhìn cô An ánh mắt bi thương. Đi đi, cả nhà chúng ta đi nơi khác. Khi nào thích hợp, anh sẽ báo mộng cho em biết tất cả mọi chuyện. Cô An, nhưng em biết đi đâu bây giờ? Dông, cứ đi, ắt sẽ tìm được nơi cần đến. Anh sẽ theo mẹ con em từng bước. Cậu Tiến, anh bắt dễ đi đâu? Một thân một mình với hai đứa trẻ thì làm gì? Lấy gì mà nuôi được con chứ? Xảy nhà ra thất nghiệp, anh không phải không biết điều đó. Chú Bắc, cậu Tiến nói phải đấy anh ạ. Chị An giờ còn ai nương tựa nữa đâu. Anh thì mất rồi, ở đây còn có mẹ với chúng em, qua lại có gì khó khăn còn giúp đỡ. Dòng trừng mắt, không được, đi là đi. Cô An, được, anh muốn thế, em chịu lòng anh. Rào, một chậu nước hất thẳng vào người mẹ chồng cô An. Bà ôm đầu gào lên, à, mắt của tôi. Tức thải đều bàng hoàng quay sang nhìn thầy cúng. Người thầy gồng lên, mặt mũi đỏ căng. Ta nhất định phải đưa người đi tu đạo. Người không đơn giản chỉ là cái dòng bình thường nữa rồi. Mọi người mau tránh ra để ta thu phục nó. Mẹ chồng cô ngã gục ra đất, mắt trợn lên, rồi từ từ nhắm lại. Cô An lao tới ôm lấy bà. Mẹ, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi. Thầy nhanh chóng rút một bó hương châm lên quơ quơ xung quanh mọi người. Mẹ chồng cô An bất giác mở mắt, ánh mắt trừng trừng tức giận gầm gừ. Ông dám tạt nước làm phép thu phục ta sao? Đáng tiếc ông không phải đối thủ của ta. Phong dùng dậy đẩy cô An ngã đập đầu vào chân bàn. Cô An choáng váng bưng đầu, cậu Tiến lao tới đỡ chị gái dậy. Máu chảy loang xuống chiếc áo cô An. Thím Bắc lấy chiếc khăn bịt lại vết máu trên đầu cô An, kêu lên. Sao anh lại đẩy chị An? Nếu quả thực anh là anh Nam thì sẽ không bao giờ làm điều này. Cậu Tiến đỡ chị gái. Chị không sao chứ, chị mau tránh ra đi. Cô An nước mắt lưng tròng. Dừng lại đi, tất cả dừng lại đi. Anh Nam, anh quậy đủ chưa? Anh đang trong thân thể của mẹ đó. Không lẽ anh muốn mẹ vì anh mà bị đau hay sao? Phía bên kia, mẹ chồng cô vẫn lao người vào đánh trả thầy cúng. Nắm hương trên tay thầy bốc cháy bùng bùng, mồ hôi thầy túa ra như tắm, mặt mũi thầy căng thẳng. Thầy ném bó hương đang cháy về phía vòng. Mẹ chồng cô An bất giác rú lên rồi ngã gục xuống chiếu. Thầy rút sợi dây trong túi ra đưa cho chú Bắc. Mau, trói bà ấy lại. Bà ấy không phải mẹ của các cậu. Chú Bắc và chú Đông nhanh chóng trói mẹ lại. Bà gầm gừ giãy giụa, mắt mũi trừng trừng giận dữ. Thả ta ra, mau thả ta ra. Nhất định ta sẽ không để yên chuyện này. Mau thả ta ra. Thầy rút lá bùa ra, lẩm nhẩm một hồi rồi đốt cháy ngay trước mặt dòng.
ta đã nói sẽ thu phục ngươi, ngươi có giả tâm, ta không thể để ngươi hại người khác. Dòng hét lên, ông im đi, ta là người lương thiện, ta không bao giờ hại người lương thiện. Thầy rút con dao ban nãy giơ ra. Giờ ta cho ngươi chọn lựa. Một là từ bỏ giả tâm theo ta tu luyện. Hai là ta buộc phải trừng phạt ngươi. Có điều làm cách này thân xác của mẹ ngươi sẽ chịu đau đớn. Ngươi nhìn xem, vì ngươi mà vợ ngươi ngã chảy máu đầu. Ngươi là kẻ lương thiện, cớ sao lại làm đau người thương yêu mình? Ta không cố ý là tại ông. Nếu ông không đánh lén ta thì ta không làm cô ấy bị ngã. Tất cả là tại ông hết. Ta chỉ phát tâm làm phúc, muốn người siêu thoát. Ta không muốn gây thù chuốc oán với ai. Oán khí của người quá nặng. Nếu người cứ chấp niệm rồi lún sâu vào thì không có đường lui. Người hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Vợ người trẻ như thế kia đã mất chồng, con người thơ dại mà mất bố. Mẹ người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Anh em của người mất đi người thân thiết. Bọn họ đã đau khổ lắm rồi. Người sống ai nấy đều yêu thương. Người mất ai cũng mong người vui vẻ siêu thoát. Cứ sao phải chấp niệm. Nếu người có lối thoát thì không cần kết liễu đời mình bằng thòng lọng. Người tự tìm cái chết rồi oán ai. Người nói ta biết ai làm gì ngươi để người mang tầm ma oán khí. Ta tại sao lại mang oán ư? Ta làm sao? Tại sao lại như thế? Người suy nghĩ cho kỹ đi. Bản thân người mới có câu trả lời. Cô An bấy giờ quỳ xuống trước mặt mẹ chồng. Em lại anh đi em khổ lắm rồi. Anh nghe lời thầy đi anh, em lo lắm. Dòng ngước mắt lên nhìn vợ, ánh mắt bi thương. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi các con. Anh chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi. Anh chưa khi nào muốn hại em hay các con. Tại anh muốn em đi khỏi đây nên cố ý dè dọa nạt em, chứ anh không muốn em đau khổ hay lo lắng. Cô An đưa tay lau giọt nước mắt vừa lăn trên má mẹ chồng. Em biết, em hiểu, anh thương gia đình mình thế nào, em đều hiểu, mọi người đều hiểu. Nhưng anh nghe lời thầy được không? Anh an nhiên, em cũng bớt đau lòng. Vì em, vì các con, vì mọi người, anh theo thầy được không? Dòng nhắm mắt. Được, anh sẽ vì em, vì mọi người. Anh tự nguyện theo thầy, từ bỏ tạm niệm, tu luyện để siêu sinh. Cô An ôm lấy mẹ chồng mà khóc. Mọi người đều mong như vậy. Khi nào anh cần gì, cứ báo mộng cho em và các con. Em nhất định sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Dòng gật đầu. Được, nhất định anh sẽ báo mộng cho em và các con. Chú Bắc, anh Nam, vậy thực ra ở đây còn dòng khác không hay chỉ có mình anh? Dòng ma làm sao vào nhà mình được, là anh. Chú Bắc, chuyện cây mít, tại sao lại thế, phải do anh làm không? Dòng gật đầu, là anh có lý do phải làm thế, mọi người để đó đi, cây mít sẽ rất sai quả. Chú Đông, nhưng còn có hai cành lại ở sau giường thì sao ra quả được anh? Dòng đáp, mít gốc mới ngon chứ mít cành làm gì? Mọi người cứ để nguyên cho tôi, đặc biệt phá cái bức tường ngăn ra giường sau làm hàng rào thấp thôi, để mà còn hái mít chín. Thầy, vậy dòng còn muốn dặn dò người nhà gì nữa không? Nếu không còn, thì giờ hãy thoát ra trả lại thân xác cho mẹ dòng đi. Bà ấy già rồi, không chịu được âm khí lâu như vậy đâu. Dòng gật đầu, ánh mắt bi thương. Dân, tôi sẽ đi theo thầy tu luyện. Có điều mong thầy giúp cho. Thầy đáp, được, dòng nói đi, ta nhất định giúp nếu việc đó không hại ai. Xin thầy cho 4 lá bùa trấn ma trấn ở dưới 4 góc giường. Thầy sửng sốt, tại sao? Phòng bất trắc, trường hợp có dòng ma dại về quấy phá gia đình, tôi không ở đây không giúp vợ con tôi được. Thầy gật gù, được rồi, ta giúp cậu. Ta sẽ làm bùa trấn ma giúp cậu. Tất cả dòng ma không thuộc chân linh gia tiên sẽ không thể về đây quấy phá. Dòng mỉm cười mãn nguyện. Ta không còn chuyện gì nữa. Ta đi đây. Mọi người ở lại mạnh khỏe. Dòng quay lại phía chú Đông, Bắc và cậu Tiến.
Cảm ơn các chú và cậu đã luôn ở bên lo lắng cho gia đình tôi. Tôi phải đi rồi, sau này sẽ không gặp lại mọi người nữa. Thầy gật gù, Dông làm vậy rất phải đạo, ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Dông khẽ mỉm cười rồi xuất ra, thầy đưa một xấp tiền vàng cho chú Bắc. Mau hóa đi, cầm ra hẳn ngoài ngõ mới được hóa. Cô An gục xuống đất, chú Đồng nhanh chóng gỡ dây trói cho mẹ, bà vẫn nằm bất tỉnh. Thầy lấy một cốc nước sắp vào chiếc khăn tay đưa cho cô An, lau mặt cho bà. Cô An vừa lau vừa gọi. Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi, mọi chuyện xong cả rồi. Mẹ chồng cô từ từ mở mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ đau đầu quá. Cô An, anh Nam vừa nhập hồn vào mẹ, anh ấy đi rồi mẹ à? Bà vội vàng hỏi. Nó nói làm sao? Nó có nói sao nó treo cổ tự tử không con? Cô An lắc đầu. Bà nhìn lên đầu cô thấy vết máu. Con làm sao vậy? Sao con lại chảy máu đầu? Chú Đông đỡ bà dậy. Mẹ cứ bình tĩnh rồi chúng con kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Chú Đông và chú Bắc thay nhau kể lại diễn biến sự việc cho mẹ nghe. Bà ngồi nghe đến thẫn thờ cả người, mắt bà rưng rưng. Khổ thân con tôi, vì là nó vẫn không nói lý do tại sao nó dại dột kết liễu đời mình hay sao? Rốt cuộc là vợ hiền con ngoan như thế, sao nó lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Nam ơi là Nam, con đúng là đứa con không ra gì mà. Cô An an ủi. Mẹ ơi, anh Nam đi rồi, mẹ bớt đau thương để anh ấy yên tâm tu luyện rồi đầu thai làm người. Anh ấy đồng ý theo lời thầy rồi mẹ. Bà gật đầu với thầy. Thật quý hóa cho gia đình tôi, may mắn được gặp thầy phát tâm làm phúc. Chúng tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Thầy cười hiền. Tôi là làm phúc cho đời thôi bà. Dương sao thì âm vậy, vong hồn cũng như người dương, cũng có vui, có buồn, oán hận. Tôi muốn giúp đỡ mọi người, cũng là giúp đỡ vong hồn sớm ngày đầu thai làm người. Thầy nói rồi rút trong túi ra 4 mẫu giấy đỏ. Thầy lấy bút màu xanh, đỏ, vẽ những đường ngang dọc lên mấy mẫu giấy rồi gấp lại thành các hình tam giác. Thầy thắp 3 nén hương, lẩm nhẩm một hồi rồi cầm 4 lá bùa tự tay chôn xuống 4 góc giường, thực hiện lời hứa với vong hồn chú Nam. Sau khi thầy làm lễ và trấn bùa, gia đình cô An trở lại bình thường. Cô không còn thấy những cảnh tượng quái dị xảy ra ở trong nhà nữa. Cây mít vẫn giữ nguyên. Cô An xới đất quanh gốc mít, trồng lá lốt và mấy cây rau thơm. Bức tường ngăn giường sau phá bớt đi để thành bờ bao nửa mét như lời dặn của chú Nam. Thời gian trôi đi, mọi người cũng bớt đau thương. Thấm thoát cũng đến lễ cúng 100 ngày cho chú Nam. Hôm ấy, cả nhà tập trung đông đủ. Nhà cô An thuê hẳn rạp che với cả chục bộ bàn ghế về làm lễ cúng, rồi mời hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng tới dự. Thầy cúng từ sáng tới trưa, nhưng mọi người tụ tập chơi tới tối. Gia đình chú Bắc, chú Đông và cậu Tiến ở lại tận khuya mới về. Khi mọi người về hết, cô An mới khóa cửa đi ngủ. Hai đứa con cô cũng chưa chịu lên giường. Cô giục các con. Khuya lắm rồi, hai đứa đi ngủ sớm, mai còn đi học. Thằng Khanh bất chợt kéo tay thằng Khang, lắp bắp chỉ ra vườn chuối. Cái gì bay ở giường kìa? Khang quay lại, nheo nheo nhìn qua ô cửa, thấy một cái bóng trắng lơ lửng giữa giường. Cậu kêu lên. Ma! Ngoài giường có ma!